Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ Bảy ngày 11 tháng 11 năm 2017. Đến với chương trình bản tin VTV gồm có phần 1 là tin đặc biệt nói về ngày lễ cựu chiến binh Hoa Kỳ với chủ đề Không muốn xảy ra, đánh dấu 57 năm ngày 11 tháng 11 năm 1960 nói về cuộc bạo loạn không thành công của một nhóm sĩ quan cấp tá tại Sài Gòn. Trong phần 2, Bí Phượng có mời quý vị theo dõi chương trình Hạnh phúc từ đầu do Hội Thánh Tinh lành Baptist Phục Hưng thực hiện để bắt đầu chương trình, Bích Phượng có mời quý vị theo dõi tin đặc biệt do ông Trần Quang Dược thực hiện. Tôi là Trần Quang Duật, xin kính chào quý khán thính giả, quý tín hữu đến với bản tin đặc biệt của chúng tôi nói về ngày 11 tháng 11 năm 1960 với chủ đề là không muốn xảy ra. Trước khi bàn về chủ đề này, xin phép được thưa cùng quý vị hôm nay ngày lễ cựu chiến binh Hoa Kỳ được tổ chức hàng năm vào ngày 11 tháng 11 để vinh danh những người mặc quân phục đã từng phục vụ dưới lá quốc kỳ của Mỹ trước đây ngày lễ này được gọi là Armistice Day nhưng ngày 1 tháng 6 năm 1954 Tổng thống Eisenhower ký sắc lệnh gọi đây là Ngày Veteran Day có nghĩa là ngày cựu chiến binh từ đó ngày 11 tháng 11 Hàng năm được gọi là Veteran Day, tức là ngày cựu chiến binh. Trong ngày lễ cựu chiến binh này, người Mỹ đã mặc niệm trong 2 phút vào đúng 11 giờ ngày 11 tháng 11. Hàng năm, tất cả các tiểu bang của Hoa Kỳ đều cử hành ngày lễ cựu chiến binh này riêng đối với những người lính Việt Nam Cộng hòa sau thảm họa 1975 thoát khỏi ngục tù cộng sản, họ vẫn tiếp tục chiến đấu không mệt mỏi trong tâm niệm tổ quốc, danh dự và trách nhiệm trong phút lâm chung vẫn hằng mong mỏi xin được phủ lá quốc kỳ Việt Nam trên linh cứu của mình. Hy vọng sau khi chế độ phi nhân của Cộng sản được tan biến, chúng ta sẽ có được một ngày thương minh và một ngày cựu chiến binh cho những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý vị, thưa quý chiến hữu, cách đây đúng 57 năm, ngày 11 tháng 11 năm 1960, một nhóm sĩ quan mà trong nhật lệnh của Tổng thống Ngô Đình Diệm gọi là những sĩ quan trung cấp âm mưu tạo loạn và sau đây xin mời quý vị theo chủ đề của chúng tôi là không muốn xảy ra tình hình trước ngày 1 tháng 11 vào những giữa tháng năm 1960 tổng thống Ngô Đình Diệm với tư cách là tổng tư lệnh tối cao của quân đội Việt Nam cộng hòa đã đi thăm các bộ tư lệnh quân khu 1, 2, 3, 4 và quân khu thủ đô để nói với các quân đội về một vấn đề vô cùng nhạy cảm và quan trọng là chính quyền Mỹ muốn tạo áp lực và gây sức ép với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa để quân đội Mỹ trực tiếp vào tham chiến vào Việt Nam. Họ sẽ là tài tử chính và là nhà đạo diễn chính về cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Tại hội trường Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 Đà Nẵng, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã mạnh dạn nói lên quan điểm của mình là không chấp nhận việc đổ quân Mỹ vào Việt Nam. Mỹ không thể nào trực tiếp chỉ huy cuộc chiến được. Tổng thống chỉ chấp nhận cho Mỹ đóng vai trò cố vấn và viện trợ quân sự cho miền Nam. Tổng thống đã nói, chúng ta cần sự cố vấn và sự huấn luyện của người Mỹ, chúng ta cần có viện trợ của quân sự và kinh tế của người Mỹ, nhưng chúng ta không cần và nhất định không chấp nhận để cho người Mỹ tham chiến ở Việt Nam. Vì đây là cuộc chiến bảo vệ quê hương và đất nước này. Chúng ta đã phải đương đầu với một cuộc chiến ý thức hệ giữa chủ thuyết quốc gia dân tộc, tự do dân chủ của chúng ta với học thuyết ảo tưởng của cộng sản xây dựng một nền tảng một hệ thống tuyên truyền lừa bịp khủng bố hăm dọa để lôi cuốn đông đảo quần chúng vào một cuộc chiến tranh nhân dân và trường kỳ kháng chiến để tiến tới một thiên đường cộng sản cuộc chiến này nhất định không thể giải quyết bằng sức mạnh của vũ khí chiến tranh nhất là bằng một đạo quân viễn chinh từ quốc gia khác đến nếu người mỹ làm việc đó chúng ta sẽ mất hết chính nghĩa mất hết sự hậu thuẫn của nhân tôi sẽ trở thành một vị tổng thống bồ nhìn và anh em quân đội sẽ trở thành người lính đánh thuê cho người Mỹ tại chính quê hương của chúng mình. Không khác gì thời kỳ Pháp thuộc trước vậy. Tổng thống Ngô Đình Diệm kêu gọi quân đội, tất cả các sĩ quan và anh em binh sĩ hãy thực thi sáu chữ tổ quốc danh dự trách nhiệm. Hãy chứng tỏ sức mạnh của quân đội Việt Nam Cộng Hòa bằng cách đè bẹp quân Cộng sản Bắc Việt để Tổng thống có lý do chính đáng để nói chuyện với người Mỹ. Nhưng vào 5 giờ sáng ngày 11 tháng 11 năm 1960, lực lượng đảo tránh chiếm đài phát thanh và phát đi nhật lạnh như sau chính phủ ngô đình diệm sau sáu năm cầm quyền đã tỏ ra hoàn toàn bất lực trong công cuộc cứu quốc và kiến quốc giữa lúc cộng sản ngày càng áp lực ông ngô đình diệm đã áp dụng một chính sách độc tài phong kiến gia tộc trị mù quáng đặt tham vọng ích kỷ của gia đình lên trên quyền lợi tối cao của đất nước quân đội lực lượng chính yếu của quốc gia bị nghi kỵ chia rẽ mọi tầng lớp nhân dân bị bóc lột áp bức miệt thị tự do không được bảo đảm. Dân tộc bị dồn vào họa diệt vong. Trước tình thế đen tối ấy, của đất nước, quân đội đã đứng lên lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm và tạm thời điều khiển chính phủ với sự tham gia của những nhân sĩ quốc gia để kịp thời thi hành những biện pháp cần thiết chống cộng và cứu quốc. Cuộc cách mạng của quân đội đã thành công. Quân đội sẽ đoàn kết để diệt cộng, bảo vệ tự do, đem lại an ninh cho đất nước. Quân đội không đảng phái, chỉ nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tôn trọng quyền lợi của đồng bào. Hội đồng cách mạng và chính phủ lâm thời hoàn toàn tin tưởng vào lòng ái quốc và ý chí diệt cộng của quân đội. Vậy toàn thể quân nhân các cấp, các đơn vị phải thi hành tinh thần kỷ luật, cố gắng làm nhiệm vụ diệt cộng, bảo vệ an ninh cho đồng bào trong giờ phút quyết liệt này. Rồi sau đó vào hồi 4 giờ 45 phút ngày 12 tháng 11 năm 1960, Đài Phát thanh Sài Gòn đã truyền đi nhật lệnh 3 điểm của Đại tướng Lê Văn Tị, Tổng tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng hòa như sau: Sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ quân đội Việt Nam Cộng hòa. Giữa lúc cuộc chính biến nghiêm trọng diễn ra tại thủ đô, hôm nay tôi đã hội đàm với Tổng thống Ngô Đình Diệm và đã đi đến những sự thỏa thuận sau đây để duy trì đoàn kết của quân đội. Thứ nhất, Tổng thống đồng ý giải tán chính phủ hiện tại sau khi đã thảo luận về vấn đề quốc sự với Ủy ban Cách mạng. Thứ nhì, với sự đồng ý của Ủy ban Cách mạng, Tổng thống ủy thác cho một số sĩ quan trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa trách nhiệm thành lập của chính phủ quân nhân lâm thời, chính phủ này sẽ tiếp tục chiến đấu chống Cộng và bảo vệ Tổ quốc. Thứ ba, ngay sau khi nhận được lệnh này, tất cả các đơn vị phải lập tức ngưng mắn, tiếp tục hoạt động trở lại bình thường và phải luôn luôn bình tĩnh, đề cao cảnh giác, đề phòng sự phá hoại của Việt Cộng. Sau đó, Tổng thống Nguyễn Diệm đã có bài hiệu triệu các tướng lãnh của quân đội Việt Nam Cộng Hòa như sau. Quốc dân đồng bào. Tiếp theo đây, tiếp theo cuộc gây hấn thủ đô để cho quân đội chúng ta được toàn vẹn trong cuộc chiến đấu chống Cộng sản. Tôi, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đã quyết định giải tán chính phủ hiện thời. Tôi kêu gọi tất cả các tướng lãnh của quân đội Việt Nam Cộng Hòa hãy thành lập một chính phủ lâm thời để có thể chiến đấu tiếp tục chống Cộng và bảo vệ xứ sở. Đồng thời, tôi muốn phối hợp bởi ủy ban cách mạng thành lập một chính phủ liên hiệp để tránh đổ máu và chấn an dân chúng tôi ra lệnh cho hội đồng các tướng lãnh tìm tất cả các phương pháp thích nghi để chấm dứt mọi cuộc tuyên truyền xuyên tạc và hãy ngừng bắn thừa quý chiến hữu dạo đó có một số dư luận cho rằng cuộc đảo tránh hụt lần này người mỹ không biết không tham dự nên không thành công nhưng những người đầu não như vương văn đông hoàng cơ thị nguyễn tránh thi chạy thoát được sang campuchia nhờ một nhân viên mật vụ của tòa đại sứ Hoa Kỳ tên là Carver. Vương Văn Đông đã tiết lộ tin này trong bài viết bình biến ngày 11 tháng 11 năm 1960 rằng trước khi biến cố xảy ra, ông Carver đã liên lạc với Hoàng Cơ Thụy và khuyến khích phe đối lập đứng lên chống đối chính quyền. Cho nên việc người Mỹ dính dáng vào các biến động chính trị tôn giáo ở Việt Nam sau này là điều không có gì để nghi ngờ được nữa. Tướng lãnh, sư sãi, nhân sĩ các nhà chính trị chỉ là cò mồi là con rối của Mỹ mà thôi. Dinh độc lập cũng biết chắc rằng người Mỹ đã dính dáng vào âm mưu nhằm giết hại Tổng thống Ngô Đình Diệm sau này. Ông Ngô Đình Luyện, bào đệ của Tổng thống Ngô Đình Diệm đã trả lời một cuộc phỏng vấn như sau. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã có đủ bằng chứng để chứng minh rằng các nhân viên của CIA như Chuck Cover làm việc cho văn phòng Usum tại Sài Gòn và eo tỉnh ở sứ quán Mỹ đã liên lạc với những người chủ mưu cuộc đảo chính như ông Hoàng Cơ Thụy, Vương Văn Đông và khi cuộc đảo chính thất bại, Carver đã đích thân sắp xếp để đưa nhóm ngày bôn tàu xa ngoại quốc. Hôm nay đánh dấu 57 năm ngày đảo chính vụt này cho tôi được một cảm nghĩ riêng tư cá nhân là qua thăng trầm của lịch sử, qua những sự đau khổ của dân tộc Việt Nam qua bao nhiêu năm chinh chiến với Việt Cộng, tôi nghĩ rằng và thật là may mắn nếu chuyện này không xảy ra cho dân tộc trong khi nền dân chủ của chúng ta còn quá mỏng manh và non trẻ kính thưa quý vị xin thành thật cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi hôm nay xin hẹn quý vị trong chương trình phát hình kỳ tới xin đa tạ